nên là ở đây là con anh Tuấn thôi, hai chị gái ở trong Sài Gòn làm cho bệnh viện thông thường. Mà thằng lớn đi làm trong đó bao nhiêu tuổi rồi? Cháu nhỏ Nguyệt, cháu sinh 71. Dạ, cháu 71. Dạ. Mới có 53 à. Cái đầu đó. Nó suy nghĩ dữ quá. Không phải, cái họ nhà Soái về quê hôm nay quê Bình Định, con riêng của chồng cũng bị ấy hết à? Cũng phải thằng Định cũng thế. Xoáy hết. Không gặp. Xoáy hết. Đầu như xoáy. Hôm qua ngồi cái đội giày da Bình Định đấy. À. Ngồi mười mấy gần 20 người ấy. Toàn cái đội giày da từ thời ngày xưa mà đi làm còn đạp xe đạp từ đây lên Phú Tài. Tâm thì nó không về. Nó chỉ làm thời gian ngắn thôi, không về, nó ở trong Sài Gòn. Minh thì không. Mà hồi xưa là cháu phải chơi với cái đội ấy, mình nó chơi cháu đi theo. Cũng có thằng Thanh ấy, Thanh Cận với tổ nó ở Sài Gòn. Lâu lâu có rảnh rảnh là gọi điện cho Nguyệt. Mà hai đợt nó về đây đều Nguyệt tốt. Bây giờ ấy mà bảo cho tôi sống ở đâu? Thích nhất thì tôi bảo bây giờ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, tôi về Hải Phòng. Thế còn Quy Nhơn không thích? Quy Nhơn bác không thích. Thế thì bác phải cố gắng đi Hải Phòng một chuyến. Nó rất là đơn giản luôn. Cháu nói là nếu mà đi Hải Phòng ấy là nó còn nhàn hơn, từ Quy Nhơn đi Hải Phòng còn nhàn hơn là từ Hải Phòng đi Hà Nội 100 cây. Bởi vì nó bay thì có một tiếng thôi mà bay không sóc, không mệt chứ gì cả. Mà vào sân bay thì thôi tiếp viên người ta phục vụ từ đầu đến cuối cả. Từ đầu đến cuối đi là đi cửa ưu tiên, không phải xếp hàng gì cả, vào một phát là vào luôn cái cửa ưu tiên luôn, là nó đưa hẳn vào bên trong khoang máy bay đầu tiên, ra thì mình ra cuối cùng, tất cả là đã có người của sân bay họ đẩy luôn, mình không phải đẩy luôn, ra cứ yêu cầu xe lăn là nó đẩy ra. Ba người tiếp viên là một người nam, hai người nam, một người nữ. Đấy, cho nên là đấy. Cả cái gậy của bà riêng này. Đấy là như là từ Tết thì giờ là mẹ cháu là đi 5 lượt đấy, đi Hải Phòng, Quy Nhơn, Quy Nhơn, Hải Phòng là 5 lượt rồi. Đấy là 5 lượt rồi. Trần trước kia thì mẹ cháu khỏe thì không nói. Nhưng mà từ ngày bị yếu thế này mà cháu đã dẫn đi được là 5 lượt rồi đấy. 5 lượt đấy, tức là đợt tháng 8 là cháu dẫn mẹ cháu ra. Tháng 12 thì cháu dẫn mẹ cháu về rồi lại ra. Bây giờ là dẫn để về lại ra, nó tổng cộng là 5 lượt đấy. Đi 5 lượt máy bay mà cũng bình thường thôi. Khỏe. Mùa đông thì nó cũng rét thật. Hôm nào nó rét thì mình ở nhà mình có lò sưởi. Không lạnh. Mình có lò sưởi hay nữa là cũng ở đây đấy. Cũng lạnh nhưng mà cái áo thì có lò sưởi. Hai nữa là mình có đi ra ngoài đâu mà rét. Mà trong nhà đóng kín hết cửa, bật lò sưởi lên thì sợ cái gì đâu. Qua mùa đông rồi. Mà về đây 3 lần rồi, 4 lần rồi. Lần này gần 4 lần. Các mùa là nếm trải hết rồi. Dạ. Lạnh là người ta đi ra ngoài đường thôi, chứ còn ở trong nhà thì nhà nó có lò sưởi rồi thì mình già là mình đi đâu đâu. Cô ăn được không? Không, ăn mấy thì ăn luôn. Dạ thì ăn cũng ít thôi, ăn nhiều cũng không tốt. Không ăn sữa, ăn rồi đó. Sữa có lúc phải uống, lúc chẳng uống. Thuốc lần này. Mọi người được như thế kia. Hôm nay là cô khỏe, trông cô khỏe chứ. Còn ép ký thì sao? Khỏe không. Cái này mà. Có vẻ là nhanh nhẹn hơn thôi chứ còn không béo, không nhanh nhẹn hơn, nên là đi lại nhanh nhẹn. 58 ký rưỡi đấy. Hồi trước là 60. Bây giờ rút là 58 ký rưỡi. Cân bình thường. Nhưng ấy là đau khớp này, tim mạch này, giãn tim mạch này, huyết áp này. Huyết áp nữa. Sáng có uống huyết áp không? Sáng nào 5 giờ rưỡi là uống một viên. Xong 7 giờ mới ăn sáng. Ngày uống mấy viên ạ? À? Một viên. Thế cô phải mẹ con này uống 2 viên. Đấy. Huyết áp 2 viên. Mặt huyết dưỡng não. Uống